Tóm tắt chương 2. Bốn viên đá kỳ lạ kéo thế lực trùm bốt cùng Nu và Bi bóng bẫy ra khỏi cổng lượng tử, rồi phân tán khắp nơi xuống vùng đất khác. Tại đây, Nu bị Vi, một cô bé trạc tuổi, tấn công, đổ thừa cậu ăn cắp các viên linh thạch của mình. Đến khi Bò Bò, bạn của Vi, xuất hiện, cô bé mới nhận lỗi mình làm mất vòng linh thạch và chỉ giữ lại viên thủy. Cùng lúc đó, Trùm Bốt phát hiện ra khả năng phục hồi kim loại của viên đá do Vicky chụp được trong cổng lượng tử. Chương 3. Những người bạn mới. Này, cậu đánh mất mấy viên đá gì đó thì tự đi mà tìm lấy. Đây không rảnh tham gia tìm đá điếc cho các người đâu. Cậu chắc chứ? Thả tôi ra, con nhỏ chặt lửa. Đi đâu vậy? Em theo với. Cầm chân Bà Bò giúp chị nha. Nhỏ quá à. Chậm lại. Không thể đâu đâu. Quậy đủ chưa? Thả ra, tôi còn phải đi tìm bạn của tôi nữa. Nhỏ tiếng thôi, Bà Bò nghe thấy bây giờ. Tôi lạ lớn hơn đó làm gì tôi? Thật ra tôi chẳng cần cậu giúp tìm linh thạch đâu. Chắc tôi đồng ý giúp cậu. Chẳng qua tôi sợ Bà Bò lo lắng thôi. Lo lắng thì sẽ mất ngủ và không thể tạo ra được sữa. Không có con bò này thì có con bò khác. Đâu ra, toàn bộ sữa cao nguyên sông sữa đều do Bò Bò tạo ra đó. Thì ra cao nguyên của cậu nghèo đến thế, có mỗi một con bò. Hèn chi mất con viên đá cũng nháo nhào lên. Tụi tôi không có nghèo nha. Thôi bỏ đi, tôi cần cậu giả bộ biết cách tìm được linh thạch để Bò Bò yên tâm. Đổi lại tôi sẽ cho cậu ở tạm nhà tôi và giúp cậu tìm người bạn gì đó của cậu. Không cần, tôi có thể tự tìm một mình. Càng tốt, tôi tìm linh thạch, cậu tìm bạn, coi như không ai phiền ai. Chỉ là chúng ta tiện đường đi chung với nhau thôi. Tôi không muốn đi chung với cậu. Quan trọng nhất là tôi có thể giúp cậu về nhà, vì vòng linh thạch có thể liên kết với bất kỳ thế giới nào. Thật sao? Chưa chắc những viên đá giúp mình trở về được, nhưng cứ dây dưa với nhỏ này chỉ tổ mất thời gian thôi. Cứ đồng ý rồi nghĩ cách trốn đi sao? Tôi sẽ giả bộ như cậu muốn. Tuyệt. Tôi là Vi, còn cậu tên gì? Cứ gọi tôi là Nu. Về nhà thôi, Bà Bà. Hả? Còn Vũ tìm linh thạch? Có Nu mà, tìm linh thạch lại mấy hồi. Thôi đi, anh ấy đánh thua cả chị. Em không nghĩ ảnh làm nên trò trống gì. Cái gì? Chẳng qua anh không thèm chấp con gái thôi. Chứ ở thành phố trí tuệ nhân tạo, anh là đội trưởng trẻ nhất của đội vệ binh đó. Sao? Bằng chứng đâu? Lại còn giỏi sáng chế máy móc nữa. Máy móc là mấy thứ dị hợm đó hả? Anh còn được biết bao em nhỏ mến mộ nữa kìa. Thật sao? Con nít thường không biết nói dối. Ai được con nít hâm mộ là phải siêu giỏi. Thấy chưa? Chị đã nói là Nu giúp được mình mà. Em tin anh rồi. Bây giờ đi tìm linh thạch chứ. Chưa đâu. Đội chúng ta còn thiếu thành viên. Hả? Thiếu ai cơ? Phe Vi có Vi và em, còn anh chỉ có một mình thôi. Lỡ chúng ta cãi nhau thì ai về phe anh? Cho nên anh phải tìm lại cậu bạn của anh trước, sau đó chúng ta lên đường. Bạn anh là ai? Cậu ấy là một robot rất hiện đại, sẽ giúp chúng ta nhanh chóng tìm lại các linh thạch. Cậu ấy trông như thế nào? Hả? Đang tiền. Hả? Đây là Bi bóng bẫy. Vẽ xấu như ma, ai nhìn cho ra?
Ráng nhìn cũng được mà. Cậu ấy nhìn ở ngoài đời dễ thương hơn, tròn vo như quả bóng, có hai tay phe phẩy hóng hớt nhiều chuyện, hai cánh tay thì cứng cáp dẻo dai. À, hồi sáng có một ngôi sao băng rơi thủng một lỗ ở nhà chị Vi. Hả? Trời ơi! Mà ngôi sao băng này nhìn khá giống mô tả của anh quá. Có lẽ nào mau đưa tôi về nhà cậu đi. Lên lưng em chở. Nhanh lên bà bà. Nhà Vi. Đúng là Vi rồi. Anh tìm em mãi. Anh đâu? Em tưởng mình lạc nhau luôn rồi chứ. Nào, lên đường tìm Linh Thạch thôi. Dạ Quan Cốc. Cây cối ở đây phát sáng cả ngày hả sếp? Mày hỏi ta, ta hỏi ai? Đẹp quá cứ như đang ở chốn thần tiên vậy á. Ê, chốn thần tiên nào chưa chắc mày. Tụi bay có thổi khịa nhau không hả? Để ta tập trung xem nên sáng chế gì từ mỏ quặng sắt trù phú này đây. Để em đi kiếm đồ nghề cho sếp. Ê, lấy cớ trốn việc hả? Không cần kiếm. Để xem sức mạnh của viên đá đến đâu. Ghép cho ta chiếc đĩa bay. Wow! Viên đá lợi hại như ta nghĩ. Cứ tưởng viên đá chỉ biết sửa máy móc hư, không ngờ nó còn biết sáng chế nữa. Từ nay sếp không còn phải vất vả nữa rồi. Lên đường. Hay là mình phải dùng viên đá sếp? Đi. Phải thế chứ. Nhờ em bày cho sếp á. Sếp ơi, cần nhanh nữa không sếp? Hả? Thằng Rambo. Ai mượn mày đẩy hả? Dạ, tại em tưởng phải đẩy lấy đà nó mới bay được. Ai cho các ngươi xâm nhập Dạ Quan Cốc của ta? Chuột thành tinh hả sếp? Chuột sấm sét cai trị Dạ Quan Cốc. Linh thú có năng lực tạo ra sấm sét bằng dòng điện siêu cao thế từ đuôi của mình, thống trị Dạ Quan Cốc. Chuột sấm sét là một trong những linh thú mà Vi quyết tâm thuần hóa. Để xem các ngươi né được bao lâu. Sếp. Tại sao ta không nghĩ tới việc tạo ra điện năng từ sấm sét nhỉ? Tụi bay, bắt con chuột nó lại cho ta. Bài học chương 3, nên thành thật để cùng tìm cách giải quyết khó khăn, chứ đừng nói dối bạn nhé. Cùng khám phá chuỗi New V Power. Sưu tầm thẻ bài, scan QR code trên thẻ bài để khám phá thế giới Nuvi.